Hello, xin chào các bạn đến với lại kênh show Mr. Vitaro của Hình Kim Ngân. Hôm nay chúng ta sẽ làm về chủ đề là người ta thầm thích, có thích ta hay không. Đây là chủ đề về crush nha. Nếu như trong lòng bạn đang có tình cảm với một người nào đó nhưng mà không chắc là cái người đó như thế nào với bạn, thì hôm nay trả bài này dành cho các bạn nha. Đây là tụ 1, đây là tụ 2, đây là tụ 3. Các bạn có 5 tới 10 giây nghĩ đến đối tượng đó và xuống phần mô tả chọn tụ giúp Ngân nha. Phần mô tả nằm ở đâu? Bạn có thể thấy tên tiêu đề đúng không? Thì bên tay phải của tên tiêu đề sẽ có phần mô tả. Bạn bấm vào cái mũi tên đó sẽ có ra phần mô tả để cho bạn có thể chọn tụ nha. Nếu như các bạn muốn đặt lịch xem riêng với Ngân, có thể inbox Ngân qua Instagram và Facebook cá nhân. Và nếu như các bạn muốn xem thêm nhiều video nữa của Ngân, có thể follow Ngân trên TikTok nha. Ok, Ngân xin được đến với các bạn tụ 1 đây. Hello, xin chào các bạn tụ 1. Hôm nay thì Ngân sẽ dùng bộ bài đầu tiên như thế này để coi coi là người này, người mà bạn đang nghĩ đến, người này có thích bạn không nha. Đang xem bài các bạn tụ 1 xem coi người mà các bạn tụ 1 đang nghĩ đến, người này có thích, có tình cảm theo kiểu hứng thú yêu đương, lãng mạn với các bạn tụ 1 hay không. Mình thấy người này chắc chắn có hứng thú với bạn khi ra kỳ sĩ gậy, có nhìn về phía bạn, lâu lâu có thể nhìn lén hoặc là cố gắng gây sự chú ý với bạn khi ra vua gậy, nhưng mà có thể là người này đang trong một mối quan hệ khác nha. Nên thật sự ra thì với cái trả bài mà có thích hay không, mình thấy là có để ý có tia. Nếu như mà người ta không quan tâm, không để ý, nó sẽ không ra lá ba cốc, nó sẽ không ra một chiếc cốc nào cả. Nhưng ở đây ra cốc đúng không, nghĩa là ít nhiều gì cũng có cảm thấy cái gì đó với bạn, nhưng mà đồng thời người ta cũng cảm thấy điều tương tự với người khác. Nên mình thấy mặc dù là người ta thích bạn nhưng mà người ta cũng không rõ là nên đối diện với mối quan hệ này như thế nào, hay là có nên thừa nhận cái việc là mình có tình cảm với bạn hay không. Nên câu trả lời là có thích nhưng mà cảm giác thì chưa muốn thừa nhận. Tại tiếp đến là 5 gậy và 5 tiền, 10 gậy và 5 tiền chứ. Thì 10 gậy thể hiện cái cảm giác là có nhiều sự dồn nén á, khiến cho người ta mệt mỏi và bức xúc. Và 5 tiền á, là người ta không đủ cái điều kiện về thời gian nè, về sự tự tin nè, và cái khả năng nhìn nhận của người ta về cái việc đi xa được hay không. Nên có thể người này đang trong trạng thái bâng bâng khuâng và chối từ cảm xúc thật của mình khi ra judgment. Judgment theo kiểu là để mình còn phải phán xét đánh giá nó xem sao đã. Và vua gậy là khả năng nhìn xa cho một mối quan hệ, nhìn xa coi là nên đầu tư tiếp không, nên làm gì tiếp, hay là biết đâu ba cốc này nói về bạn là người ta nghĩ bạn đã có người khác. Các bạn có thể đổi ngược lại nha, mình sẽ bổ sung thêm coi còn có gì không. The Fool, mình thấy người này hiếu kỳ với bạn thiệt luôn á. Giờ có kỵ sĩ gậy gì đó, The Fool thì giống như là cũng tò mò về cái việc là nếu như mà lòng quen thử, tán tỉnh thử thì sao, nên rủ đi chơi không. Nếu như thật sự mà hai người chuyển mối quan hệ từ bạn sang mối quan hệ đó thì khả thi không. Ra The Fool như là take a leap of faith, muốn nhảy đến cái ý tưởng đó thử. Nên mình thấy người này có thích bạn nha, nhưng mà nó chỉ mới là một cái idea thôi, một cái ý tưởng thôi, nó chưa thật sự là một cái gì đó mà người này cảm thấy tự tin để dấn thân vào đâu. Nhưng mà ra kỵ sĩ gậy thì mình thấy là cũng có sự chủ động nào đó, có thể người ta có cà khịa bạn hay chọc bạn, kiểu như là muốn bạn chú ý đến người ta hơn. Nhưng mà tỏ tình thì chưa nè, đi chơi cũng chưa luôn, và có thể là on off nóng lạnh với bạn, cố tình chọc cho bạn ghen kiểu vậy ha. Có thể cái cách thể hiện của người này á rất là không ổn định giữa bên ngoài và bên trong ha, nên có thể làm cho bạn cảm thấy hoang mang về việc người ta có thích bạn không. Mặc dù chưa có quá nhiều cốc nhưng mà rõ ràng có sự hứng thú và có lá ba cốc thì mình sẽ tạm thấy là mình thích bạn, nhưng mà mức độ thì cũng chưa có sâu đậm hay nhiều đâu, nó cái mức độ là crush thôi. Ok, giờ mình sẽ dùng bộ khác coi là cho bạn lời khuyên nha. Đang xem bài các bạn tụ 1 xem coi người mà các bạn tụ 1 đang nghĩ đến á
Người này có vẻ có để ý các bạn tụ một, nhưng mà không biết là cái ý định của người ta như thế nào, và nhờ Tarot cho các bạn tụ một lời khuyên nha. Giờ hỏi ý định trước đi, cái người đó có ý định gì với các bạn tụ một không? Chưa, thấy chưa? Bộ trước bộ sau cũng khá đẳng khớp với nhau thôi. Ra bảy gậy thì chưa đâu, người ta còn nhiều cái khía cạnh cần phải sắp xếp bố trí lại trước khi mà phát hiện ra bản thân của mình là có muốn theo đuổi mối quan hệ này hay không nha. Ra nữ hoàng gậy, nãy ra vô gậy, và nữ hoàng gậy thì cái tánh của bạn này cũng khá là chảnh á, chảnh bất cần, kiểu như là thật sự ra mặc dù mình thích nó thì mình muốn nó phải cơ cảm theo đuổi mình cơ, hoặc là mình có thể nhắn tin với nó một hai lần, nhưng mà về sau nó phải tự biết điều, tự chủ động nhắn tin với mình hay sao, chứ không để mình chủ động hoài. Ở đây không phân biệt nam nữ đâu, nhưng mà cái vibe của người này á là tôi sẽ thể hiện khi nào tôi muốn, và còn lại tôi mong chờ bạn hồi đáp cái gì đó cho tôi, và tôi cũng muốn có cảm giác là được cơ nữa. Tôi vừa thích chinh phục mà vừa thích được chinh phục nha. Nên có cảm giác là bạn này chưa xác định rõ ràng cái điều bạn ấy muốn đâu, nên sắp tới là người ta cũng chỉ nhìn quan sát, trao đổi nói chuyện, lâu lâu cà khịa thọt thọt bạn justice, và chỉ đến đó thôi. Đến khi mà nó có một cái gì đó là cái bước ngoặt á, khiến cho người ta cảm thấy là ồ, mỗi khi nhìn người này tự nhiên tim mình đập mạnh, hoặc là tự nhiên mình cảm thấy là phải cam kết với họ, không là họ sẽ biến mất. Bây giờ người ta vẫn còn rất là tự tin vào cá nhân của người ta, người ta vẫn nghĩ là ừ, mình cũng xinh trai đẹp gái, còn trẻ mà, nhiều bồ mà, đào hoa mà. Cái kiểu người ta vẫn còn chảnh á, vẫn còn nghĩ là mình phải thắng trong cái trò chơi này. Cái người này đang mang cái tâm trí của cái việc là play a game hơn là serious, kiểu vậy ha. Mặc dù ra nữ hoàng gậy, ra vua gậy là cũng kiểu là lá hoàng gia già cỗi rồi, nhưng mà những cái lá gậy là những cái lá về kiểu bản ngã, về kiểu mình là trung tâm vũ trụ. Thì với cái bạn này, định hướng của người ta là mình không biết mối quan hệ sẽ đi đâu, nhưng mình cần đảm bảo bộ mặt của mình là phải được giữ trong cái mối quan hệ này, mình không được thua kèo này, mình không được để cho người ta thấy là mình cần người ta. Nên người ta đang cố gắng làm hết mọi cách để không phải là người chịu thiệt trong mối quan hệ, hoặc là cho bạn thấy là người ta thích bạn ha. Rồi, vậy nhờ tao đó cho các bạn tụi một lời khuyên đi, các bạn tụi một nên làm gì cho mối quan hệ này đây? Hay vậy. Ok. Chính tiền. À rồi, hiểu rồi. Trung Quy á, cái lá này á, là nếu như bài kêu á, là các bạn như bây giờ chưa biết làm gì á, cảm thấy hoang mang á, thì thôi đừng cố gắng làm gì hết, tận hưởng cuộc sống đi, enjoy life, không ai cấm bạn thích người ta hết. Thích thì cứ nhìn, rồi cần nói chuyện thì cứ nói chuyện, nhưng mà mang tâm trạng đừng quá mong cầu. Chính tiền là sống tự do tự tại, enjoy cuộc sống của mình, nhưng mà xấu kiếm á, là kiểu chỉ nhận những cái nào vui thôi, những cái buồn cho nó đi bớt. Nghĩa là bạn phải làm cho bản thân của mình á, tự tin nè, enjoy cuộc sống cá nhân, có người này cũng được, không có người này cũng không sao. Bạn làm được như vậy á, bạn bơ người ta, nhiều khi người ta lại cảm thấy là ồ, mình vậy mà nó bơ mình à, mình lại càng phải có nó. Người ta có câu là gì, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Thế thì cái bạn này á, có lẽ là bạn nên chọn cái phương án là đôi lúc thì quan tâm người ta, nhưng mà đôi lúc á thì bơ bạn đó, để cho bạn đó thấy được rằng là nếu như mà bạn không chụp lấy tôi á, tôi sẽ có người khác, khiến cho người ta có một cái ham muốn là muốn cam kết với bạn hơn. Còn nếu như mà đến cái lúc mà bạn có người khác, người ta vẫn không thể nào theo đuổi, thì cái người này là không phù hợp. Tại cái sự ham muốn của người ta, cái sự mong muốn gắn kết của người ta dành cho bạn chưa đủ nhiều để muốn có bạn trong cuộc đời. Thế thì bạn không nên tốn thời gian với người như thế này ha. Rồi, lời khuyên của bài là hãy sống đúng bản thân của mình, cảm thấy cái gì tốt cho bạn thì làm, không tốt thì thôi. Trong mối quan hệ này, nếu như chưa thấy hứa hẹn gì, khoan mong cầu. Không ai cấm bạn thích người ta cả, và cũng không ai cấm bạn nhắn tin cho người ta. Nhớ thì nhắn, mong cầu tưởng tượng cứ mong cầu. Nhưng mà khi mà đụng đến cái vấn đề gọi là quyền lợi á, mà bạn phải hy sinh quá nhiều á, bạn cảm thấy mình thiệt thòi á, thì đừng làm những cái gì mà thiệt thòi. Hãy cứ tập trung vào vui vẻ và đừng mong cầu quá nhiều. That's it. Ok. Rồi, Ngân xin được dừng trả bài các bạn tụ một tại đây. Đây là một video cũng không quá dài, tương đối ngắn, nhưng mà mình thấy là cũng đầy đủ ý. Nếu các bạn tụ một muốn xem thêm nhiều hơn, có thể follow Ngân trên TikTok, thì sẽ có thêm nhiều những cái video ngắn cho các bạn xem ha. Và nếu như các bạn muốn đặt lịch xem riêng với Ngân để xem sâu vào những cái vấn đề gút mắt của các bạn có thể inbox Ngân qua Instagram và qua Facebook cá nhân nha. Cuối cùng là nếu các bạn có chủ đề nào đó muốn Ngân làm, có thể comment xuống phần bình luận. Nhiều người like chủ đề đó thì Ngân sẽ cân nhắc làm chủ đề đó cho các bạn nha.
Okay, see you guys later. Goodbye. Ngân xin được đến với lại các bạn tụ hai nha. Nhờ tarot xem giúp cho các bạn tụ hai á, là người hiện tại bây giờ mà các bạn tụ hai đang nghĩ đến, người này có tình cảm với các bạn tụ hai theo kiểu yêu thích luyến ái lãng mạn hay không? Hình như là từng thích thì đúng hơn á. Tại sao mình nói từng thích chứ không phải là đang thích? Tại vì cái tâm của các bạn này hiện tại giờ hơi buồn á. Nhưng mà người ta chỉ buồn vì mình khi mà người ta thật sự quan tâm đến mình thôi. Ý là trừ cái trường hợp là hai người là bạn thân, sau đó bạn lỡ tổn thương bạn thân của bạn thì cái đó là kiểu cảm xúc bình thường. Còn đã nói là luyến ái nam nữ, nghĩa là hai người thật sự có những cái khoảnh khắc nào đó mà khiến cho người này cảm thấy dằn vặt và nhớ nhớ về Kira The Moon, nhưng mà lại cảm thấy là cái gì đó chệch hướng với lại mong đợi của họ, khiến cho họ buồn và thậm chí có phần hơi hơi khó chịu với bạn Kira Kỵ Sĩ Kiếm và Hermit. Thế thì mình sẽ tạm nghĩ là người này có thích bạn nha, tại người này đang suy nghĩ về bạn và bận tâm về bạn và buồn về bạn. Nếu như mà người ta không thích đó, người ta không có cần phải như vậy, người ta chỉ enjoy cuộc sống người ta và người ta move on 8 đời rồi. Nên có lẽ người này vẫn chưa buông bỏ được á, nó còn giữ trong lòng á, nên ít nhiều gì cũng phải còn cảm xúc với bạn, phải còn cái gì đó thì người ta mới bận lòng đến ha. Nhưng mà người này đang cố gắng trong cái trạng thái là muốn thoát ra ra the world. Mặc dù chủ đề hôm nay là về crush, nhưng mà mình tin rằng cũng có nhiều bạn hỏi về người cũ hoặc là người bạn đang thích theo kiểu là mập mờ, thì tình huống nào cũng được đó. Thì mình cảm thấy là cái người này có một cái gì đó muốn nói với bạn mà nói không được và cũng giải quyết không xong vấn đề đó với bạn, nên người ta giữ trong lòng. Cái người ta đành phải chấp nhận ngậm ngùi về cái việc là thôi không nói tốt hơn, nói ra làm chi, đâu có hợp nhau đâu, nói ra cũng vậy. Giống như người ta thấy được cái kết á, the world. Nên mình có cảm giác là người này thích mà nói ra không được nên buồn trong tâm. Tánh của bạn này cũng khó lắm nha, vừa ra Hermit vừa ra nữ hoàng tiền, cũng may ra nữ hoàng tiền chứ phải ra vô tiền á, cái mức độ khó cũng gọi là chưa phải là quá gắt quá phũ đâu. Nhưng mà cái bạn này có thể đang quê hoặc là đang buồn cái chuyện gì đó với bạn ha, ra kỵ sĩ kiếm. Có như bạn không làm gì người ta hết thì có thể cái bạn này á đang không phải trong cái tình trạng tốt nhất cho vấn đề yêu đương, nên có thể là giận cá chém thớt, giận người khác nhưng mà lại có thái độ lồi lõm với bạn. It depends. Chúng ta sẽ hỏi lần nữa nha, người các bạn tụ hai đang nghĩ đến, người này có thích các bạn tụ hai không? Có. Ok, thấy chưa, Ngân đã cảm nhận đúng. Đề xuân là có đó, thích đó. Nói sao ta, có thể là lúc mà bạn gặp cái người này trực tiếp mặt đối mặt, có thể là người này sẽ vui, gương mặt sẽ tươi sáng tươi tỉnh, đồng tử sẽ mở rộng. Nhưng mà khi mà không gặp nữa, người ta lại tự kỷ, từ đờ sân chuyển sang hơi mệt đúng không, mà tự kỷ suy nghĩ phân tích bóc tách, và sau đó người ta cảm thấy là ủa rồi chuyện này đến đâu nữa, thì cái lúc đó bạn đâu có ở bên cạnh để bạn dụ dỗ rủ quến người ta đâu. Thế là người ta quay vào cái quỹ đạo của cái việc là khó tính, phán xét, cô lập người ta khỏi bạn. Nên có nhiều bạn sẽ thắc mắc là sao mình thấy nó thì nó vui vẻ với mình, nó rất là hào hứng muốn đi chơi với mình, mà sao mấy hôm sau lại nhắn tin không trả lời, rồi thái độ như muốn đập vào mặt kiểu vậy. Why you keep asking why? Đó là lý do sao mặt cách lòng, cảm thấy lúc mà hai người tương tác với nhau có hấp dẫn giới tính nó khác, lúc mà không gặp nhau nữa thì người ta quay về bản ngã của chính bản thân của họ để làm việc. Tại vốn là cái tâm của họ nó bị sao ta, nó bị thiếu tự tin từ bên trong, nó có vấn đề từ sâu bên trong á, nên cái việc gặp bạn chỉ là tạm thời chứ không phải là cái việc chữa lành được hoàn toàn. Đó là lý do ha. Thì chung quy là chuyện là như vậy đấy, người ta thích bạn nhưng mà để tiến đến với bạn thì hơi khó, và cái người này đang trong trạng thái suy nghĩ quá nhiều, nên thay vì là bạn thúc đẩy
thì bạn có thể khéo léo gợi ý cho người ta gieo rắc những cái điều bạn mong muốn về mối quan hệ vào đầu người ta, và theo thời gian người ta tự biến cái điều đó thành ý tưởng của họ. Và nếu như mà họ thật sự có duyên với bạn thì họ sẽ làm những điều bạn mong muốn. Ok. Đang xem bài cho các bạn tụ hai, xem coi nhờ tarot cho các bạn tụ hai lời khuyên ha. Giờ hỏi hai câu đi. Câu đầu tiên là cái người mà các bạn tụ hai đang nghĩ đến á, người này sắp tới có cái xu hướng muốn gì ở các bạn tụ hai, và cho các bạn tụ hai lời khuyên ha. Người các bạn tụ hai đang nghĩ đến, người này có cái mong muốn gì sắp tới với các bạn tụ hai? Trời ghê vậy, chuyển bại thành thắng nó ơi. Người này muốn chuyển từ Tower sang 10 cốc, trời unbelievable. Mình không biết là quá khứ gì hai người có vấn đề gì nha, nhưng mà cái vấn đề đó gần như là suy sụp, nát bét cả cái tòa lâu đài luôn mà. Nghĩa là họ không nghĩ là có thể sẽ comeback từ cái việc đã đổ vỡ đó. Nhưng mà không biết cái cách hoạt động trong đầu của họ như thế nào, có thể là theo ngày tháng người ta bắt đầu lấy lại cân bằng, bắt đầu có niềm tin hơn, hoặc là do chính vì hai người có bất mãn với nhau nên người ta đang mong chờ sắp tới sẽ được vui vẻ hơn. Thực tế không được đúng không, thì sẽ chui vào giấc mộng để mong chờ điều đó có được, kiểu vậy á. Mình không nghĩ là người này sẽ làm cái gì đó để đầu tư vào mối quan hệ để biến nó thành sự thật, tại ra cốc không à. Ra cốc thì nói về tình cảm, mong muốn, kiểu cảm xúc nhiều hơn là thật sự là bắt tay vào làm cái gì đó. Thế thì các bạn này chỉ đơn giản là không muốn mối quan hệ này có drama nữa, muốn được yên bình, chỉ muốn hạnh phúc với bạn thôi. Mà để hạnh phúc thì họ thắc mắc là liệu bạn có thay đổi cái cách bạn đối xử với họ không, và liệu bạn có thể làm cho họ tin tưởng được không, và quan trọng là bản thân của họ có cảm thấy the same feel, cái cảm giác đó như ban đầu với bạn hay không. Có nhiều những câu hỏi đặt ra và họ không trả lời được hết câu hỏi đó nên họ cảm thấy rất là buồn chán. Buồn chán quá thì làm gì, chui vào trong cái thế giới nội tâm riêng của mình và tưởng tượng về những cái mình sẽ có được trong mối quan hệ, nên sắp tới họ cũng không làm gì nhiều đâu, tưởng tượng, và hầu hết chỉ là rút tránh né khỏi thực tại với bạn mà đi vào thế giới của họ thôi nha. Ok, nếu như vậy thì các bạn tụ hai nên làm gì hai ta đó? Ồ, vãi bài, bài khuyên thật là đỉnh ha. và kêu các bạn là đến lúc các bạn nên nghĩ nghĩ cho bản thân của mình rồi nha. Thật ra một số bạn ở đây chắc cũng đang sơ cua thêm người mới nhỉ, ra ba cốc kìa. Nếu như mà cái người này á không mang lại nhiều hứa hẹn cho bạn mà các bạn cũng cảm thấy chán rồi á, it's time to think for yourself, ra bay tiền, nghĩa là đến lúc bạn nghĩ cho riêng bạn. Bạn có thể tìm hiểu người mới, sơ cua thêm người mới. Ở đây không nói về vấn đề lừa tình nha. Nếu như bạn với người này đang đang quen nhau á, thì chắc là bạn nên cho cái mối quan hệ này cái kết thúc đi là vừa, the world. Tại vì cái tâm lý người này bị mất niềm tin nhiều lắm. Mất niềm tin giống như là bị damage á. Khi mà bạn ở bên cạnh một người bị damage thì người ta không có đem được hạnh phúc cho bạn. Nên đến lúc bạn cắt đứt và cho mình một cái mối quan hệ mới. Vì dĩ nhiên là khi bạn dấn thân vào mối quan hệ mới cũng chưa thể nào quên được người cũ. Nên có thể là bên ngoài á, thì bạn cam kết người mới, ở bên trong bạn vẫn có thể nghĩ về người cũ, thì cái đó có thể là nhờ vào thời gian để giúp bạn quên dần, hoặc là khi bạn thật sự quên được người cũ hãy quen người mới, nhưng mà hãy bắt đầu tìm hiểu ai khác ngoài kia nha. Đó là những gì là bài khuyên. Còn nếu như bạn muốn cải thiện mối quan hệ với người này á, cái này không trong quyền hạn giải quyết của bạn, tại vì cái người này có vấn đề với bản thân họ. Họ buồn hay không buồn, họ vui hay họ ích kỷ, họ sân giận đều là do tâm của họ hết. Họ phải tự làm việc với bản thân họ. Bạn không có cách nào tác động vào được điều đó. Nhưng mà nếu như bạn cố gắng tác động, nó có nhiều khi nó chỉ có đi tệ hơn thôi, chứ nó không có đi tốt được hơn. Nên nếu như mà được á, bạn có thể chờ lúc là người ta hạ hỏa, bình tĩnh hơn, cố gắng đối xử tốt với người ta trong khả năng của bạn, và đừng mong chờ hồi đáp quá nhiều, tại càng mong chờ bạn sẽ cảm thấy là phí công vô ích, tại bạn mong đợi cái sự hồi đáp nữa. Nhưng mà bạn hãy áp dụng cái câu tri ân bất cầu báo đi. Mình giúp người ta quên chuyện cũ, giúp người ta bớt buồn để người ta không trách mình thôi. Đừng mong người ta sẽ yêu thương mình lại như ban đầu. Chuyện đó khó lắm. Ok.
Rồi, Ngân xin được dừng trở bài các bạn tụi hai tại đây nha. Các bạn tụi hai thấy video này hay, đừng quên để lại một like, subscribe, ủng hộ kênh của Ngân nha. Và nếu như các bạn muốn đặt lịch xem riêng với Ngân, có thể inbox Ngân qua Facebook, Instagram. Nếu các bạn muốn xem thêm nhiều video ngữ của Ngân á, thì có thể follow Ngân trên TikTok nha. Cuối cùng là nếu các bạn muốn Ngân làm cho các bạn cái chủ đề nào đó, các bạn có thể comment xuống cùng bình luận. Nhiều người like chủ đề đó, Ngân sẽ ưu tiên làm chủ đề đó cho các bạn nếu nó khả thi nha. Okay, see you guys later. Goodbye. Ngân xin được đến với các bạn tụi ba. Nhờ Tarot xem dùm cho các bạn tụi ba là người mà các bạn tụi ba đang nghĩ đến á. Người này có tình cảm, có thích các bạn tụi ba không? Thích theo kiểu luyến ái, lãng mạn ấy. Có đó bạn. Câu trả lời là có nha. Thích tương đối cũng nhiều á. À, thích nhiều đến nỗi mà ban đầu á, có thể là người ta cũng thấy là chắc tiến đến với người này cũng khó lắm nè. Có nhiều điều mình cần phải đối diện mạnh mẽ hơn. Và hình như người ta hơi xa tầm với của mình quá. Ace kiếm với bốn cốc thì nó nghĩ về nhiều thứ lắm. Nhưng mà chủ yếu là nghĩ về những cái lý do khiến bản thân họ mất động lực trong việc theo đuổi bạn. Nhưng mà sau đó bằng một cái cách nào đó mà từ bốn cốc lại lên chín cốc, thì cái niềm tin và hy vọng của họ được tăng lên, cảm xúc cũng được tăng lên luôn. Họ có vẻ mạnh dạn hơn trong việc mơ mộng về bạn và có thể mong cầu những thứ không thực tế với bạn nha. Thậm chí dạo gần đây á, họ có cảm giác là tình cảm của họ trở nên thuần khiết hơn, không còn quá đắn đo như hồi đó. Có thể họ sẽ hay đối xử tốt với bạn, hay dành cho bạn một số những cái ưu tiên mà chỉ có bạn có thôi. Hoặc có thể ngượng ngùng, ngại ngùng hơn, tùy vào cái cách đối xử của người đó. Nhưng mà ra bay cốc thì có cái kiểu như là nó quay vào cái bản chất tình cảm nguyên thủy mà không có tính toán gì hết. Bay cốc là cái lá gọi là thơ ngây trong sáng nhất trong cái bộ hoàng gia về tình cảm ha. Giống như là yêu không mong hồi đáp vậy đó. Và cứ mỗi lần thấy bạn là người ta reo hò hú hét trong lòng. Bốn gậy ha. Bốn gậy ở trong cái lá này á, là cái kiểu ăn mừng. Và có thể thấy được cái sự vui vẻ trong cái lá này luôn. Như là trong lòng họ khi gặp bạn thì vui lắm. Bạn có thể thấy qua được nụ cười và ánh mắt. Hoặc là cái kiểu lúc nào họ cũng lăng xăng bên cạnh bạn cơ. Họ thích chọc bạn, họ thích làm những cái điều ngớ ngẩn với bạn. Người ta nhìn vào chắc không biết đâu, nhưng mà chỉ có bạn và họ cảm nhận được thôi. Nên mình thấy là người này có thích bạn nha. Đang trong trạng thái rất crush, chắc cũng gần như giống bạn hoặc hơn chắc. Yeah. Tại người này đang ở trong cái trạng thái rất là kiểu honeymoon á, trong cái thời gian đầu của việc crush á, chưa có drama gì xảy ra hết, chỉ đơn thuần là nghĩ về người mình thích và enjoy each other company kiểu vậy ha. Là cái đoạn mà chỉ cần thấy nhau là vui. Bổ sung nha. Thấy chưa, thấy chưa? Thôi cái này bổ sung thêm nó cũng vậy thôi mà nó còn sến hơn nữa. Người ta đang cảm thấy như là trái tim của người ta dâng hiến trọn vẹn cho bạn. Ok. Mà thật sự cái lá này là đưa cái tay ra mà nguyên cái trái tim ở trên luôn mà. Cảm xúc ở dưới là dào dạt, ướt át. Có thể là nó sến tới cái mức là bạn cảm thấy là đi đâu người ta cũng kè theo bạn. Tùy với cách người ta thể hiện nha. Hoặc là lúc nào họ cũng tia bạn ấy đó. Họ luôn có thể xác định được cái vị trí của bạn dù bạn ở đâu. Trên cái tầng 5, tầng 6 đi nữa, họ dưới tầng trệt mắt của họ cũng như là diều hâu tia thấy bạn vậy đó. Kiểu vậy á. Cảm giác của người này giống như là thiếu hơi của bạn là không được. Cảm giác là vậy ha. Nhưng mà dĩ nhiên là tùy vào cái sự thể hiện. Nếu như mà người ta đã trưởng thành rồi, có thể cái kiểu của người ta nó cũng kín đáo hơn xíu, không đến nỗi gọi là kè kè theo. Nhưng mà người ta sẽ luôn để ý tỉ mỉ tiểu tiết những cái điều mà bạn thích, luôn muốn được gặp mặt bạn, hoặc là những gì bạn nói họ đều sẽ ghi nhớ. Đặc điểm của một người thích mình á, họ sẽ lắng nghe mình nói cái gì họ cũng để tâm hết đấy nha. Thì đó là mình cảm thấy bài trả lời cho cái câu hỏi của bạn là người ta thích bạn không. Câu trả lời có và thích rất nhiều nha.
Ok, đang xem bài cho các bạn tụ ba, xem coi là người mà các bạn tụ ba đang nghĩ đó nó có thể thấy là người này thích các bạn tụ ba rất là nhiều ha. Thì sắp tới người này có xu hướng hành động gì không, định hướng gì không, và cho các bạn tụ ba lời khuyên nha. Cái gì vậy ta? Ồ, nãy nãy vừa giải đẹp lắm mà. What? Trời ơi, tự nhiên bị ngắt luôn. Định làm gì, định làm gì? Ok, thích thì thích nhiều, nhưng mà khoan nha. Người ta chỉ mới trong giai đoạn là theo đuổi thôi, theo đuổi crush thôi, còn cam kết thì chưa đâu. Nếu như bạn đang mong chờ về cái việc cam kết á, thì từ từ kiên nhẫn đợi người này giải quyết xong cái chuyện với người cũ hoặc là với cái mối quan hệ nào đó đang lằng nhằng á. Ra 10 kiếm, người ta đang stress với một ai đó rất là nhiều ha. Một mối quan hệ mà người ta cảm thấy là chưa thể nào buông bỏ được, nhưng mà nhờ có bạn bạn xoa dịu bớt nỗi đau của người ta. Nên dạo này á, cái 4 kiếm, hay là 10 kiếm nó giảm xuống 4 kiếm mà người ta cũng bớt buồn. Người ta đang học cách yêu thương bản thân của mình chính tiền ha. Và cuối cùng 8 tiền thì người ta sẽ cố gắng hết sức có thể để có thể xứng đáng với bạn. Xứng đáng ở đây là chuẩn bị cái tâm lý tốt cho cái mối quan hệ tiếp theo. Họ không muốn mang những cái vấn đề xấu xí cũ làm tâm lý của việc không tin tưởng người cũ sang cho bạn. Người này muốn giải quyết được hết tất cả và sau đó mang một cái tâm trạng healthy sang đến mối quan hệ của bạn ha. Vậy thì nhờ tao đó cho các bạn tụ ba lời khuyên, các bạn tụ ba nên làm gì? Thúc đẩy mối quan hệ này lên nhanh hay sao? À rồi, bài khuyên các bạn á, là thích thì cứ thích họ. Không ai cấm các bạn cũng tưởng tượng về họ hết. Ra đời xa, bạn cũng có nhiều kỳ vọng và tưởng tượng cũng khá nhiều về họ ha. Nhưng mà bài khuyên bạn hãy giữ cái mức độ lý trí và nhớ thường xuyên quan sát, theo dõi từng hành động. Đừng thấy người ta tôm tép mình là mình đã tôm tép lại ha. Ra bu tiền thì kiểu là thực tế lên, phân tích bóc tách coi là nó thích mình thiệt hay là chỉ crush mình, nó mê mình nhất thời thôi. Chắc sẽ là hãy cố gắng làm mọi thứ trong khả năng kiểm soát của bạn. Nếu như mà cái cảm xúc của bạn dành cho họ nó bắt đầu hơi vượt quá khả năng kiểm soát á, dừng gặp mặt vài ngày đi để kiểm soát á. Ừ, khi mà bạn kiểm soát á thì nếu như mà nó có chuyện gì mà không đúng với bạn, bạn cũng đỡ sốc, đỡ buồn hơn. Tại vì sao, người ta cũng chưa hứa hẹn được gì mà. Nên với cái lời khuyên hai lá đầu á, là bài khuyên là làm tốt công việc của mình, sống tốt cuộc sống của mình và không ngừng quan sát coi cái người đó như thế nào, cho tới khi người đó tỏ tình thì tính sau ha. Còn bây giờ đang trong quá trình tìm hiểu á, thì cứ hãy để mối quan hệ vậy đi. Bạn có thể chủ động đối xử tốt hơn với người ta, ủng hộ tinh thần của người ta cho cái việc là họ có thể yên tâm được với bạn. Nghĩa là bạn có thể là người tiếp theo mà giúp cho người ta cảm thấy cuộc đời này sẽ tươi mới, bạn không giống như người cũ của họ, thí dụ vậy ha. Hãy cố gắng chứng minh cho họ thấy bạn là một người trách nhiệm trong tình cảm, và sống đúng cuộc sống của bạn. Đừng có quá mong cầu bất cứ cái gì mà vượt ngoài khả năng tầm với của mình. Bạn có thể tưởng tượng về họ, nhưng mà tưởng tượng thôi, khoan hãy quá mưu cầu. Tại mưu cầu nhiều lỡ như nó không đúng ý thì lại thất vọng cao. Đó là lời khuyên của bài dành cho các bạn tụi ba nha. Rồi, mình xin được dừng trải bài các bạn tụi ba tại đây. Các bạn tụi ba thấy video này hay, đừng quên để lại một like, subscribe, ủng hộ kênh của Ngân nha. Và nếu như các bạn muốn đặt lịch xem riêng với Ngân, có thể inbox Ngân qua Instagram và qua Facebook cá nhân. Và nếu như các bạn muốn xem thêm nhiều video nữa của Ngân á, có thể follow Ngân trên TikTok. Các link Ngân đều để ở dưới phần mô tả hết. Cuối cùng, nếu như các bạn có chủ đề nào đó muốn Ngân làm, có thể comment xuống phần bình luận. Nhiều người like chủ đề đó, Ngân sẽ ưu tiên làm chủ đề đó cho các bạn nếu nó khả thi nha. Ok, see you guys later. Goodbye.